Dịch mà sao su mập vậy? Dịch thì dịch, mình ăn, mình ăn, mình mập, mình mập có gì đâu, nó đâu có liên quan gì đâu, mấy bạn ngộ quá. Quý vị chuẩn bị gặp quỷ nè quý vị nha. Gặp ma, gặp quỷ nè quý vị, chứ không phải gặp người ta nè quý vị. Lướt quá hay thích vàng kìa. Trời ơi. Chị Thi xuống đây em test. Ê bà Cát Thi, mọi người sẽ gặp gỡ và giao lưu cùng với Hoàng Kim Cát Thi nha quý vị nha. Comment lên ạ. Hello mọi người. Đó, hello mọi người. Hello mọi người. Nã mắt 79.000 đem đắp nã mắt cho chị nè, chị đắp. Thức á, chị đập khắp đạt ha đó. Cho nên là chị mặc chị xu, nói chung mặc chị xu thiệt. Ê được, ê được, ê, đừng có nhét lên. Đang chưa gì hả? Cầm giùm môi cái lên anh. Hỏi được đây. Quay bên kia trước má. Đồ đạt lắm đó. Ở đâu lên được hử? Trời ơi má mẻo rồi mọi người ơi, đã. Bây giờ. Cái này là chống được thâm quần mắt nha cả nhà yêu. Ủa? Mọi người đợi xíu ra đăng test cho chị Thi. Chị Thi mới đi đi nâng cao nha. Đó mọi người. Sao đắp lên nó ngứa, tự nhiên đắp lên cái ngứa nách bà nội. Dạ 79.000 đặt comment nạ mắt giùm em. Cái nạ mắt là đó. Giống chị khóc. Giống như ước lệ. Ờ đẹp ghê á, đắp lên cái mặt mọi người. Ờ dễ thương quá. Giống như cái áp mà mọi người chụp hình vậy đó mọi người ơi. Chú Nguyễn Chí Hùng. Đã xong rồi đó, mua mua hộ rồi giờ đâu, cặp đó là 79.000 đó chị. Em đắp cho chị rồi là chị trả 79.000 hai miếng đó đó. Ủa cái điện thoại chị có điện thoại dơ giá gì trời. Bây giờ nè, gỡ lại ngồi livestream xíu đi, gỡ lại rồi quý vị. 79.000 đặt hàng ghi giùm em nha. Nạ mắt có người comment hai con khùng ai vậy ai mà biết. Comment em nạ mắt quý vị ơi, mọi người bấm like cái từ đó giùm em rồi gì kỳ vậy má. Là. Tự nhiên vô cái like comment luôn, ghim ghim lên hiện luôn quý vị nha, quý vị nha. Chào chú Nguyễn Chí Hùng, xui ghê. Chào chào tụi nhỏ đi chị. Chào uy vợ. Ông chào các con. Cụ. Cụ chào cụ Hùng. Không, cụ là để cho chị Bibi với chị nghe. Hùng quá à, mình tưởng tượng mình hổn đó. Ác ghê vậy chị đó. Hổn đó, chị ví dụ vậy là chị hổn. Em thấy chị hổn nhất ở đây nè. Hổn nhất mặt nạ mắt quý vị nha, đó. Trời ơi, đắp lên là lâu lâu phải đẩy lên. Hoặc là quý vị đắp cái này mọi người nằm. Nằm nhanh, nằm như liệm như đó. Nằm im gu luôn đó. Rút vô. Đó chị Thi được đó, chị Thi lên đây chị Thi muốn mát bà kìa. Cái mỏi chị coi dừng rùi vô chị Thi. cái lỗ miệng chị hơi rộng chị Thi. Chừng mát rùi gì? Vô nha. Đó. Nè, ở dưới ồn quá hả? Ồ chị đang ăn tự nhiên chị nghe đập nhạc ồn quá trời thì rất. Mà vô mấy cái đó chị đâu biết tông vậy đâu, chị tức. Tức nữa. Cả sai tông nữa. Trời ơi, giáo sư tiến sĩ âm nhạc đó quý vị. Tiến sĩ âm nhạc là Kim Cát Thi đó đó mọi người thấy không này. Cái đắp này nè là để trị thâm quầng mắt ở dưới đây, và đặc biệt đó là bọng mắt á, ai bị bọng mắt á, và những người thức đêm thức hôm giống như canh ma canh quỷ giống như Cát Thi đó quý vị, là sẽ đắp để cho mà đỡ thâm quý vị nha. Rồi stay like giùm em quý vị ơi. Hình như cái mà đắp mặt nạ này mình để dành cho chị Phụng Đạt Kha được. Được chị La Kim Phụng mà chỉ đắp một lần một hộp chứ không phải một cặp nha chị nha. Một hộp mình đéo như là lấy đắp luôn con mắt đậy luôn. Sao chạy đây vậy dữ sao đi ba Cát Thi dễ thương quá. Dạ chia sẻ cả nhà ơi, chia sẻ giùm cho ba Bi ơi. Ba Bi đang đắp mặt nạ của Su Su á mọi người. Ba Bi cảm giác đắp mặt nạ rất là ok và nó hít sẵn nguyên nó hút luôn cái chồng trắng của mắt. Thấy ghê, má giới thiệu má dám mua bà nội xài sao biết mù quá, đuôi mù câm điếc luôn á. Dạ nó không có hút con mắt nhau cái gì nha, nó chỉ hút là những cái dưỡng chỗ lộn, những cái nó hút những cái thâm á quý vị, để cho da mặt mình đặc biệt là dùng mắt nè. Và cái mặt nạ mắt này người ta có lấy để đắp luôn cả mặt luôn nhau chị nha, đắp được mặt luôn, đúng rồi, đắp khắp nơi luôn đó. Chúng khô lại nữa dẹo quá vậy chú Hùng kìa. Nhưng mà vậy nè, nó đắp xong xuôi biết không, nó đắp xong xuôi nó sẽ bị khô lại rất là ok đúng không mọi người. Nó không có chảy nữa, đúng rồi, tại giờ mình ngồi. Còn đa phần khi mà đắp cái này nè mọi người sẽ lụt mèo. Đắp cái này mọi người phải lụt mèo quá. Nằm má ơi. À, nằm. 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 Nằm 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 qua một nửa của tôi. Đây đã rời xa. Em thuộc rồi, bà đã thuộc rồi. Không có giọng ngọt, cái giọng ngọt. Trong một nửa của tôi. Trăm năm tình thương. Giọng gì cũng đục lắm chị. Bữa nay đục lắm rồi. Đó. Mặt nạ mắt đắp hút bụi, hút mụn tự nhiên hút bụi má. Hút chưa vậy, hút rồi liếm mụn đi. Cái đó anh hãy chỉnh cái sống mũi chị ngay lại luôn. Vậy hả? Để chị hút thử coi, chị định mua cái này nè. Hút đi. Ồ mà chị không có tiền. Chị em cho chị được. Trời
Thưa chị ba cây đi cho thôi bà nói bà hút bà hút cái nhân cách bà la gì bà hút giữ về ba cây là có hiếu nha biết sinh viên không biết làm cho mẹ hỏi tôi là trời ơi trời má ơi đây nè nổ mũi nè má đó hút em có chịu hút chung cái sống của chị trời ơi cây sụn đi đây hút cho cây sụn luôn nè mọi người ủa cái này như cây gì sao không không biết mặt nạ đi dính luôn rồi má ơi cái nhiêu quên rồi hai trăm rưỡi hai trăm rưỡi mà giảm giá còn nhiêu vậy 130 mà miễn ship đó quý vị không cái này rất là ok nha tôi tưởng cái cây này là cây nào su nhưng cái này ok quá nè đó được em nhà có cây mà ủa đừng có kéo nhẹ thôi má vừa thôi đây nè giống như để cái lỗ mũi nè hút vậy nè à vậy hả à giật ra hả dẹp nát ơ quên trời hút đã gì trời hút ra cái sụn luôn á ăn cắp hả chị Thi khủng chị dở chị bội vô rồi dở quá chả má mệt mất quá mới làm ghê quá trời ơi bả ngực bả rồi giải mà người xu lắm mọi người ơi rất là xu lắm mọi người ơi rồi mọi người ơi cảm ơn mọi người nha bây giờ mọi người muốn mua cái gì mọi người nói đi bây giờ bán kem răng nè mọi người nên mua cái này nè mua cái gì cái nào cái này nè. Còn nữa mọi người còn nữa nha nhớ mọi nhiều món ai cái xịt body thơm nha body mist nãy nó mới xịt luôn thôi không hồi nãy đâu đâu chịu cái này thơm nó mùi hôm qua em xịt quá trời luôn á mọi người mà tôi rất là thơm rất là ok sao mọi người cứ nghe là em mua thôi không ý là chị xịt cho mọi người biết là mình đang chịu rất là má tắm mà bà nội trời ơi giá chai thơm nhất là trên này thơm nhất là trên này chai xịt body quý vị nha 139.000 một chai đúng rồi bữa nay em sale gì luôn đồng giá luôn nha 37 nha mọi người thì má 89.000 luôn ôi bữa nay sale 89.000 một chai quý vị nha 89.000 một chai chứ em lẽ ra em định sale 99 đó nhưng mà em sale 89.000 thôi rồi quý vị comment giùm em là nước hoa toàn thân kèm số điện thoại nha nước hoa toàn thân kèm số điện thoại thơm phức thơm quá à. Thơm phát thơm, luôn thơm lắm thiệt cái này nha. Rất là thơm nói chung là mọi người biết không cái mùi này nó rất là độc đáo cái chả em thấy chả nó lọt xuống nó rất là thơm và đặc biệt mọi người các thì xịt ngay hôm qua tới ngày hôm sau nó vẫn còn cái mùi hương của nó ừ đó đặt hàng để lại số điện thoại quý vị nha ghi giùm em đó là nước hoa toàn thân hoặc là xịt body 89.000 xịt body nha quý vị nha chứ đừng có ghi xịt xịt body quý vị 89.000 quý vị nha. Mà xô ơi xô cái này chị muốn xịt vô phụ khoa được không? Được chị. Được. Bây giờ chị bỏ 89.000 chị xịt lên nóc nhà cũng ai dám nói gì hết trơn á. Nghe chị uống không được nữa. Rồi uống được luôn hả? Được. Mọi người cứ chị uống mạnh dạn nha mọi người có gì nha alo su su nha. Không, đừng alo em. Hả số. Alo bác sĩ cho cái thuốc mọi người. Vậy alo bác sĩ. Alo tôi chi má chứ không có giải quyết được gì cho nhiều khi ngủ nữa. Ừ. Rồi, ủa, em nước qua toàn thân. Không, nãy giờ hai chị tưởng gái chưa? Lên giùm em nước qua toàn thân quý vị nha. À 89.000 đặt hàng để lại số điện thoại giùm em. Rồi hai xịt body. Ừ. Vậy có xịt Victoria sắc rạc không? Trời sắc rạc làm như mặt mùi sáng hán. Nó có số lượng phải không? Ừ. Nó có số lượng không? Chị lấy bớt. Thơm. Thơm ghê. Mấy chai chị mấy chai. Chung chị lấy. Lấy chai mua tự chung. Mua tự chung. Alo mọi người, lên xịt body nha. Bà Thi xịt quá, bà Thi phải xịt mua hết chai của ta rồi đó ôi, trời. Sữa tắm cái gì vậy? Ủa? Này sữa tắm. Sữa tắm bự hơn bà Thi. Bò. Ủa đã vậy? Sữa tắm gì? Sữa tắm bự bà Thi, sữa tắm sữa bò. Ủa sữa tắm mình tắm được không vậy? Rồi sữa tắm mà không tắm được bà để bà làm cái gì má? Uống pha sữa. Trời sữa tắm chính hãng nha quý vị nha. Sữa tắm chính hãng nó lan một chai là 1 lít 2. Vậy các Thi đang cầm mà 1 chai là 1 lít 2. Vừa tắm mà vừa đập đá vô bỏ uống được luôn quý vị đó giống như da ua vậy chị chị xuống chị làm nó ly uống chơi hết ua nha 1 lít 2 1 lít